Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tôn đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một ngày thật tốt lành nhá. Hôm nay thì mình đang đi làm một cái thử thách đây. Thử thách mang tên đó là không dùng mũ, không dùng giáp để lấy top 1 đấu danh nhá. Có một anh chàng chạy đi khá là xa rồi. Ui, không phải là một người mà hai người anh em ạ. Thôi, kệ các bạn ấy thôi. Mình đi kiếm chút đồ đã. Đâu ra tự dưng lại nhiều mũ giáp ấy nhở? Đúng là cái hôm nào mà đi làm thử thách mà không dùng mũ giáp là gặp mũ giáp nhiều thật đấy nha mạ. Hiểu kiểu gì? Sợ ghê luôn á. M82B này. Ba lô ba ngon thế. Đấy. Em rồi. Chẳng biết là khu vực đây có người hay không. À đây rồi. Mình nghe tiếng súng rồi nha em ơi. Có tiếng súng là kiểu gì cũng có người. Ui, bông keo nó ra nhiều thế nhở. Trời ơi, khinh khí cầu anh em ạ. Ngon thế. Rồi, thế này thì yên tâm qua công anh chàng bên kia rồi. Đấy, Thủy Dương, con gái trắng. Đâu rồi, vừa thấy giết người xong, khả năng đang lút đồ. Đó, kìa nha, thấy không? Một viên. Chán chưa? Tới công chuyện với mình luôn này. Ê. Ê. Định qua chờ nô của mình nhá. Dễ gì. Ngon ngay nha mạ. Có người cái hàng rào. Đấy, anh em thấy chưa? Đây mới là bắn này bạn ơi. 3 2 1 bùm. Ôi giời. Mình xin nhá. Ê, đi đâu đấy hả bạn? Leo lên xe làm gì? Đen thôi. Đỏ thì quên đi nhá. Còn địch không ta? Nãy giờ đi càn quét cũng khá là ghê rồi. Bay đầu. Còn 13 người. Đi solo danh mà bo này mà còn tận 13 người anh em ạ. Anh em thấy ghê không? Có người đang chạy bo kìa. Rồi yếu. Chạy đi bạn ơi. Chạy nhanh còn kịp bạn ơi. Bo thu rồi kìa. Mình sẽ gây thêm chút áp lực với bạn ấy. Đấy. Ép phải chạy bo bằng được. Ê, 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 bình tĩnh. Làm gì mà căng. Bạn bên trên chắc là tèo rồi. Bo này mà. Chúng ta còn 6 người. Vì là mình không có mũ, không có giáp. Đâm ra là phải chơi kèo chắc ăn thôi. Chứ mà lao lên mà công ở một cái là các bạn bắn cho không trượt phát nào. Quá chuẩn luôn. Không mũ không giáp kiểu này thì chắc chỉ ăn tầm 2 viên mà 1887 là tèo thôi nha em ơi. Nên là phải chơi bài chắc ăn vậy. Có ngũ không kìa. Còn tận 6 người. Dã man. 4 người. Quanh đây nhiều chỗ nấp quá nhở. Hai người. Mình biết là kiểu gì cũng có người mà. Đây rồi. Thanh niên cuối cùng đã thấy. Không qua kìa. Ê. Bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Bắn mạnh thế làm sao mà chịu được. Từ từ chứ. Bạn ấy cầm shotgun đâm ra là mình phải giữ vị trí. Mình không nên
chạy hẳn lại gần xong rồi chơi cận chiến với bạn ấy được. Chúng ta sẽ chơi tầm xa thôi. Không dính à? Bo về mình mà sợ gì. 2 Boom. Ô, thanh niên đâu rồi? Ui đừng nói vừa máu nhá. À không, bị hạ rồi anh em ạ. Ôi giời ơi, sao lại bị hạ thế này? Qua giờ toàn các bạn ý bị hạ thôi anh em ạ. Không hiểu kiểu gì. Anh em tưởng là đã hết video đúng không? Vậy thì chào mừng anh em tới với chương trình. Hãy comment đi và bạn sẽ được rõ trả lời. Đây là chương trình trả lời top 5 comment trong video ngày hôm qua. Comment đầu tiên đến từ bạn Trần Quang 2K6. Hello, chúc anh gió bờ tờ vờ vờ. Thử thách, anh chỉ dùng súng trong drone thính lấy top 1 đi ạ. Và chỉ được dùng bom keo do pet đẻ và không được dùng túi cứu thương. Chỉ được dùng nhân vật hồi máu và nấm, hết. Thử thách này nghe có vẻ là hơi căng đấy. Anh chỉ sợ là lúc anh vào trận là nó quên là mình đang làm thử thách gì. Sợ lẫn lộn đó em. Nhưng mà dù gì thì cũng cảm ơn em đã đặt ra thử thách nhá. Nếu mà được thì anh sẽ làm nó trong thời gian sớm nhất. Comment thứ hai đến từ bạn Thành Đào. Em chúc anh buổi tối vui vẻ. Anh làm thử thách chỉ dùng mìn lấy top 1 đi ạ. Úi dồi ôi. Thôi em ơi, cho anh xin nhá. Chứ cái thử thách dùng mìn lấy top 1 thì nghe có vẻ nó hơi hơi gọi là ngoài vũ trụ một chút. Cái này thì chắc là anh thua thôi. Dùng lựu đạn thì anh còn làm được, chứ dùng mìn thì đúng là khoai thật. Comment tiếp theo đến từ bạn Hokage Naruto. Yo, chúc anh gió và mọi người buổi tối luôn mạnh khỏe nha. Ui, cảm ơn em nhiều nhá. Comment tiếp theo đến từ bạn Sao L Vlog. Yo, chúc anh gió bờ tờ vờ vờ và giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé anh. Oh, cảm ơn em rất là nhiều. Và chúc em cùng với lại gia đình em có thật là nhiều sức khỏe cũng như là có thật là nhiều niềm vui trong mùa dịch này nhá. Comment tiếp theo đến từ bạn Nhung. Yo, chúc anh gió một ngày tốt lành. Ừ, cảm ơn em, chúc em một ngày tốt lành. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!